Nào, xem quả này nó phê này. Nhìn thấy chưa? Anh em thấp xuống tí rồi. Ai? Thế có tổ này thì ít sáp nhỉ? Nhiều thế, nhưng mà thế. Này mới chất lượng. Để cho anh hai quay hướng này tình này. Úi giời, đúng chuyên nghiệp. Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo của chiếc bản. Video hôm nay sẽ khác mọi khi các bạn ạ, không phải video ăn uống và cũng không phải video đi thăm bản làng. Hôm nay anh em mình bắt mật ong. Trên vai mình là những chai vỏ chai để đi đựng mật ong các bạn ạ. Xin mời các bạn theo dõi tiếp video nhé. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu di chuyển ra view cánh đồng để bắt mật ong, ghi hình chi tiết cho bạn xem. Nặng phết đấy. Nhìn nó chảy đậm đặc này mà các bạn. Khác hoàn toàn nữa này. Đấy. Thấy chưa? Khác hoàn toàn chứ. Đây, đây mới là gọi nó to hơn anh ạ. Đây mới là gọi nguyên chất chứ. Con ong ruồi nó nhỏ hơn một chút. Vẫn còn có con ong này. Con ong khoái là nó phồng ra nó to to. Này, hôm nay là lấy rừng, nó vừa lấy rừng về em. Nó đặc này nên là lọc nó sẽ chậm. Đúng rồi. Nếu mà mật loãng thì đổ phát đi như nước lã luôn. Cái này quá tuyệt à. Bọn này mật này chắc phải cân tư ấy. Cân tư 1 lít này. Ui, phí thế nhỉ? Cân tư, bình thường là cân 3, cân tư dao động khoảng cân 3, cân tư. Mà đông nhãn khoảng cân 1, cân 2. Đặc. Vâng. Cái này đổ vào Âu này là... Ui, thấy, con già nó rót, con đây là dám tem luôn. Đổ mà từ nãy đến giờ. Ui xồi, đúng là đặc. Đấy, lớp này là ok rồi, một lần này nó ok rồi. Đấy. Anh nhấc cao lên tí cho bạn xem cái tia mật nó chảy này. Nhìn phê chưa? Anh quay bên này nó rộng hơn. Ui giời, nó chảy này không kiểu là có một gợn sóng nha tình nhỉ. Nó không bị đứt. Không bị đứt luôn, thấy không? Đấy. Quay đi, quay một ít. Quay ra ngược sáng thôi, xuyên này ánh sáng xuyên vào mới đẹp. Đấy, xa xa cho các bạn xem cánh đồng đằng sau luôn. Ui, phong cảnh hữu tình. Bây giờ anh em thì săn được từ giờ đến tháng 8. Cuối vụ mà ong khoái này màu nó sẽ đậm. Thì vì nó thấm hơn một chút trong khoái vào cuối vụ. Còn đầu vụ nó vàng. Chưa nếm đâu nhưng mà nhìn thấy cái này con pha một chén nước ấm uống cho nó tỉnh. Đây ăn sát được mà. Nhìn thấy cái tia chảy của nó đã thích rồi các bạn. Nhiều mồ hôi thế. Thấy như hứa anh Sơn là sẽ biếu anh Sơn là để anh cho. Để anh cả thùng này. Ui ui. Biếu luôn cả thùng. Chắc chắn là sẽ có rồi. Mong nuôi là mình không biếu. Bê cả xô đi, tỉnh chưa? Tỉnh cái bê cả xô đi. Dốc cả xô nhá. Nào, xem quả này nó phê này. Nhìn thấy chưa? Anh em thấp xuống tí rồi. Ai, nhìn tia chưa? Khi mà anh em bán mật ong thì sẽ có tem niêm phong thì để tránh trường hợp mà bị khui. Khui đây luôn này, tem rách. Đấy, sơn đấy là nó. Thế trường hợp là nhiều khi người ta cháo hàng ấy. Ờ, đấy, đấy. Lại... Rồi, vuốt xuống chính xác. Em bỏ găng ngay đi. Đức vừa bỏ vuốt cho bỏ găng tay một tí, cháu rót vào ôi luôn. Bỏ nữa khác. Em bận đây. Không, em cầm một cái chai, nó bẩn cái chai ấy, em hiểu không? Bỏ vuốt đi. Xem tí đây, anh Sơn là dán tem. Cái này khiến em vuốt để em lấy lại. Cắm hẳn xuống thùng mật ong cho bạn xem, thấy chưa? Phê chưa? Ủa, còn ở đây này thì đây. Bây giờ nó rụt lại mà. Ký gáo là múc vào đây. Múc vào ông này rốt. Ủa, em rốt làm gì? Ta nạn chuẩn. Gáo nó giảm múc. Nếm đi, tình nếm rồi hay là? Anh Sơn cầm giỏ vào tay em phát, em không muốn nếm trực tiếp ở trong đấy. Không, cho ra ngoài đi. Không bị chua đâu, ngon lắm. Ngọt lắm. Ok, được rồi. Thử Khánh Tình biết là mật ong đá này nó không có vị chua thanh nhưng mà ngọt đúng rồi, lắm đúng rồi. Không bị chua đúng không? Nó không có vị chua. Đúng rồi. Bình thường mà mình ra bằng hà nó có vị chua thanh. Đúng rồi. Đấy. Mà khi mình không khi mình nếm nhá. Nó ngọt được rất là lâu luôn. Đúng rồi, nó tan luôn trong miệng đúng không? Tan cho vào phát là nó tan luôn. Không tan là mật ong giả. Nhưng mà cái vị ngọt của nó ấy nó sẽ lưu ở trong Đúng rồi, nó lưu lại một lúc. Còn anh em đổi găng tay nhá. Bây giờ đổ vào đây thôi. Bây giờ anh đi ra tay anh múc thôi. Để cho anh hai quay hướng này tình này.
Này rót vừa thôi, đầy quá nó phải có không khí này này. Không là lúc mình đóng lắp là nó sẽ khí nó sẽ bật lắp ra đấy. Chính xác rồi. Nó ra ấy. Cái nắp đây là vặn chặt vào là nó bị khóa luôn rồi. Khóa luôn đấy, em mở ra là rách cái nắp. Mở đong ở trên anh em này không phải là lúc nào có sẵn các bạn ạ. Bởi vì cái này là phải cho dân bản người ta đi săn rất là nhiều ngày trong rừng già luôn. Nhìn nắp nó xong là có khóa luôn nhé. Mở ra là nó sẽ bị rách luôn cái viền này. Cái này tránh trường hợp anh em bị vận chuyển xa bị cháo hàng. Khi mà muốn cho hàng đến tay các bạn là một cái sản phẩm chất lượng cao, nó phải chuẩn. Thế có tổ lại ít sáp nhỉ? Nhiều thế, nhưng mà thế này mới chất lượng. Đấy. Các bạn nghe nhá. Ôi. Ok. Anh em là hôm nay vắt mẻ ong đá trước các bạn ạ. Mai bắt đầu vắt tiếp mẻ ong khoái. Vắt từng mẻ một. Bởi vì là cái này anh em làm nó phải đảm bảo nên là phải làm từ từ. Riêng cái này không làm ẩu được. Tắm rồi, chuyện tắm rồi. Nóng quá. Nóng quá. Vắt mượt ong toát mồ hôi cả. Cái này công đoạn này là cái công đoạn đơn giản đối với anh em mình thôi. Cái công đoạn khó là cái công đoạn đi lấy các bạn ạ. Công đoạn đấy mà gọi là sinh tử. Ong này rất là độc luôn. Mà một khi nó đuổi thì đuổi dai cực kỳ luôn. Khoái ông, đây là ông khoái. Ông khoái, lặn nước còn lặn cùng các bạn. Thổi ra. Thế là những thợ đi lấy ong là cũng rất là nguy hiểm luôn. Khi thổi mà thổi và đưa được giặt mồm thổi là tự căng ra rừng già về để anh em có những cái sản phẩm tốt như này để chia sẻ đến các khán giả mà muốn tiêu dùng những cái hàng phải gọi là cực chất lượng. Đúng rồi, đúng chuyên nghiệp. Nghe phải tách, nghe phải tách tách. Một phát vào luôn. Đúng rồi. Đây chưa, nhìn quý vị nhìn chưa, mật ong nó chảy quần mà nó chảy đây. Đấy nó chảy này, mật ong thật đấy, nó ngấm qua quần như này mà nó cũng pha đấy. Đây là nó chảy này. Chảy đây. Ừ. Cái này nghề của em. Ôi trời ơi. Nghề bóc và dán tem là nghề của em. Khi mà mọi người mua hàng từ kênh về thì có chỉ dẫn hướng dẫn bảo quản đầy đủ nha các bạn nhé. À nó. Quý các bác anh chị thông cảm chút nhá. Cái đầu tiên là chưa đáng ra mình phải đặt xuống đây mình mới dán miết lên này, nhưng mà cầm trên tay nó không cân bằng cho lắm. Rồi, nhìn nó sang hẳn chưa? Đấy. Có tem mác vào là cái là nhìn nó chất lượng hơn hẳn. Uy tín luôn. Cho em có thể em bóc luôn cho tình. Thank you.
Khi bắt đầu sang nhà anh Tuệ thì máy quay của mình quên bật mic các bạn ạ. Lúc tắt máy đi mới để lên mic là mic chưa bạn. Từ đầu đến cuối là video không có tiếng. Và sinh năm bao nhiêu? Em 96 ạ. 96 à? Nhìn trẻ quá nhỉ. Một món ăn hôm nay rất là ngon luôn các bạn ạ. Cái miếng to cơ mà. Đây 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 đây. Miếng to đây cơ mà, thầy này lắng tránh rồi, cái này phần thầy mà. Yeah, hôm nay là món cá này là món ông mà bố bản ông ấy làm, à quên ông gái bản ông làm. Lá ổi đây kìa. Trong này là ngon. Đây rồi. Con lá ổi rồi. Bây giờ vào nhà, cái nhà lá quân mình ăn thoải mái đâu mà. Đây người ta ăn cả cái tảng không quen lắm. Đây có cái tảng cá đây. Cá này ngon, gạo thính nghe thủng. Thế bây giờ muốn anh định gấp để đấy làm gì? Đâu anh gấp lên xem nào. Riêng ăn này bắt là gần no luôn. Chú lấy anh ấy kéo cái, không sợ gặm không được. Không, anh gấp lên. Cần thì kéo. Nếu mà anh cắt ra thì của anh của em đấy. Nếu mà anh cắt ra thì nó lại bình thường quá. Chú không để ý. Riêng máy nghiền của thầy Hùng thì khi tập đàn cũng được thôi, nhưng mà hết cái chấm là cái à đây đây đó, đây bát cay nhất nha. Còn cái bát bên kia đâu mang đây sao nào? Đây chấm một bát thầy cần gì nhiều tăng cường độ thì đây đúng không? Đây à đây cần lên level không? Level này mới gọi là level cao nhất. Hai anh em cháu nhìn lên cái ổ ngan nó có phần ở cây chanh không? Nó tóm lại như nào? Thôi thế con xoay cho. Sau một thời gian làm thì ông đi lên cái ghế tầm độ 1 mét thì bên tay trái. Không cái đấy để phần danh mà. Bên tay trái ạ, phần là ngon. Lốt đây ạ. Lốt. Nó đều phải có một số đặc trưng mà. Tên là cái gì nhỉ? Trên cây móc mật. Mùi tạp wasabi đấy. Trên dưới cách nhau có một tí. Mẻ nha tụi sắp hỏng rồi nhá, em phải thêm cơm rồi. Cái này là hết rồi, hết rồi. À cái mẻ. Mẻ. Hết rồi. Cái này hết rồi. Mẻ em làm không biết đâu. Mẻ sắp hỏng rồi. Quế rồi mà, cái này em mất quế rồi. Không, nói chung là ngon hết đây, cái miếng cá này. Mọi người nhìn vào này. Còn hớt đổ này không à? Ui giời ơi. Đây nha này. Từ từ đã. Rồi cho mình xin phép tí mình lau cái đũa đi trời cho mọi người đỡ ghê. Đấy. Đây. Đỡ đi. Rồi xơi đi. Thấy chưa? Đấy. Cái này là nửa lạng. Để cho thầy giáo thể nghiệm. Không. Nửa lạng. Con này là một phần cá ở trên Tây Bắc mình thì đa số nếu mà để không tanh và ngon nhất thì vẫn là cá chấm thôi, đúng không? Mà con này là cá gì đấy? Cá chấm. Chấm anh, chấm cỏ. Nhìn cỏ nhìn cỏ là biết, chấm chấm cỏ. Chấm cái thớ nó như này mà, cái thớ nó đẹp này mà. Hàng tập thể hình luôn. Hàng chuẩn. Con này là ngày đặt máy 10 lần. Anh em nhé, mời quý cô anh chị nhé. Tập ghim phát triển. Tập ghim liên tục. Như ăn miếng thịt luộc ấy nhỉ? Thịt ngon nhỉ? Phải kèm theo những cái này luôn. Con cá. Con cá này dai. Con cá này là chống cái bệnh đau bụng này, đầy hơi này. Cái này là em có đang kinh giới. Ờ không phải, cái đấy là ngải cứu. Ngải cứu à? Thầy chứ gì, thầy đã nhầm rồi. Đây. Đinh năng. À, ở trong cái bát mẻ này vừa nãy video mình từ lúc di chuyển sang nhà thì quên bật mic các bạn ạ. Trong bát mẻ có Nhật Bản mua riêng này, riêng tỏi ớt mấy nghìn một lạng, nước mắm rồi. Nhật Bản không ăn sashimi, không ăn một cái gì ngoài chấm mùi tạc với tía tô. Đây cây này chuyên bún đậu mắm tôm, đây không phải là gì. Món này đây có cả. Anh em bên này chấm đấy. Đây nhớ, đây nhớ. Ăn cái đấy. Tổng kết rồi này. Tổng kết à? Đây, lá bún đậu mắm tôm em biết đâu. Anh em kiểu Hàn Quốc hay Nhật Bản thì nó cho cái lá lót vào mồm thôi, đút được phát luôn đấy. Đấy mình phải đặt. Không, kiểu đấy là lá rổi nên đấy. Nó mới hay làm thôi. À, lá to này là cốc anh ạ. Như ở trên này có một cái lá cái gì à? Đó. Đưa cái lá to to đây. Đấy. Rổi nước. Thế như này này, há này. Chỉ là mỏng gọt. Không, vào luôn. Không, cắt nửa thôi, cắt nửa. Gia vị và cái đồ chống của mình nó phải phù hợp một tí. Em thì có mỗi một số thôi. Đấy. Ăn đúng kiểu Nhật luôn. Được, đẳng cấp đấy. Đây này. Làm chén rượu luôn anh. Đệm chén rượu ra sau luôn nó mới là chất. Ê ơi. Chuẩn. Chẳng biết đi anh ơi. 86 con luôn. Đừng có nghẹn nha, mắt trắng dã rồi chết. Đi về cố lên. Không, anh em luôn đấy. Vâng. Chạy cho anh nha, đủ thú vị rồi đúng không? Phải nha.